Hello. Đang live stream. Hello mọi người. Đang ở thành phố Cần Thơ. Lần đầu tiên xuống đồng hành dưới lại Cần Thơ đây mọi người. Bây giờ mình đi vào thành phố hả? Bây giờ mình được đi xe bằng Honda, vào thành phố Cần Thơ để chiêm nghiệm coi thử thành phố Cần Thơ có cái gì. Mà thấy dân chúng ở đây có vẻ an nhàn quá vậy, chiều họ đi hả? Chiều đi nhậu đi chơi không á? Giờ bữa nay hên quá, giờ nó mát không mưa. Cầu Cái Gia chào Trần Thành Trung. Ta đang ở ngay chỗ thành phố Cần Thơ, hiện giờ đi vô thành phố chơi nè mày. Đang ở thành phố Cần Thơ, giờ đi xuống bến Ninh Kiều á. Đi xuống Ninh Kiều có ai ở Cần Thơ ra giao lưu, ok, cà phê cà pháo. Đi đi, còn đi được ngày nào thì cứ đi, vài năm nữa đi không nổi nữa rồi thôi, phải không? Lúc còn ngồi xe lăn đi được mà. Còn ngồi còn ngồi xe lăn còn đi được hả? Đi tới đâu luôn đó chứ, còn máu là còn chơi à. Đúng á, còn máu là còn chơi à. Đúng á, chơi cho nào hết máu rồi thôi. Có anh chị em nào ở Cần Thơ hẹn gặp mặt nhau ở gì, cái gì Kiều Kiều vậy? Ở Ninh Kiều hả? Ở Ninh Kiều. Trời ơi, mặt trời buổi chiều đẹp quá chừng luôn. Cần Thơ buổi chiều tối. Cực kỳ đẹp. Trời ơi, mặt trời kìa. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Giờ có câu thơ hay lắm mày. Phố đã lên đèn, thành phố Cần Thơ này nó là thành phố trực thuộc trung ương. Thành ra nó lớn nhất là thành phố Long. Cần Thơ buổi chiều tối lên đèn quá đẹp. Rồi đi. Đường xá đẹp ha, rộng rãi, thoáng mát. Nhưng mà bữa nay mình đi ở freeway mình thấy cũng đẹp quá chừng, đâu có gì, đâu có ổ gà ứa gì đâu. Ấy là nãy mình đi không phải là đi phi quay á, mình đi thường thôi cũng được rồi. Bữa nay xuống Cần Thơ nè, anh em nào ở Cần Thơ thì giao lưu nha, ra ngay chỗ gì ta, Bến Ninh Kiều gặp uống cà phê cà pháo nó dốc. Sáng mai mình đi chợ gì Cái Răng gì vậy phải không mày? Chợ nổi Cái Răng. Sáng mai mình đi chợ coi chợ nổi Cái Răng. Nghe người ta đồn quá nè.
nghe người ta đồn quá. Trời, giờ này là quán xá, nhà hàng đồ quá trời quá đất. Gì vậy? Accident hả? Đụng xe hả? Cái gì vậy? Accident. Qua vẹt, qua. Qua vẹt, không sao, không sao, không sao. Ủa, Sài Gòn mưa hả? Ở Sài Gòn mưa mày ơi. Trời ơi, cái này bởi tại số tao nó hên lắm hả? Đi đâu cũng đẹp, đi đâu giờ tao đi. Tao đi về đây là Sài Gòn mưa tơi tả. Ờ. Sài Gòn nó không được đi nó khóc. À, được, Sài Gòn không được đi giống như tao nó khóc các mày ơi. Được. Này nó xin mà bé. Cầu này cầu Quang Trung. Cầu này cầu Quang Trung. Cái súng nó giống như cầu rồng. Đúng rồi, không phải là nặng từ tựa giống như cầu rồng mà là nặng. Con rồng, con rồng vung 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 lửa, vung vung nước, nước như lửa. Ờ. Nói chung là mỗi nơi đẹp một cách khác. Tháng 6 này là ở ngoài Đà Nẵng nó có cái thi hội đốt pháo hoa đó, bắn pháo hoa. Có không? Chưa biết nữa, tao không rành. Đồn là ở Cần Thơ là các cô nàng thiếu nữ rất là đẹp, phải không? Miền Tây là Cần Thơ đẹp nhất, phải không? Chân dài tới nách đó. Chân dài tới nách, à, ok. Rồi về nó quýnh phù mỏ luôn, cũng như chân dài tới á. Thành phố lên đèn rồi đó. Quá à. Nói chung là thành phố này sạch sẽ ha, đâu có cọng rác nào đâu, rất là sạch. À, chút xíu nữa mấy cây để lên đèn còn đẹp dữ nữa. Ờ, trong cái công viên anh nè, gì đây, công viên Lưu Hữu Phước nè, ôi trời luôn, công viên Lưu Hữu Phước nè. Vâng. Đúng rồi, có thằng em nó chở tao ngồi sao tao quay ba đồng về lẹ lẹ đi chơi mày ơi, đi cho biết nói biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào không. Có những đứa không đi đâu hết trơn trời mà nó nói như thánh vậy đó, đụng nó xạo lắm, nói toàn là thứ đụng để ngựa không à. Đó, thấy chưa,
đi. Rồi. Ra đây là cái chỗ gì đây? À, tới Bến Ninh Kiều rồi. Ai gần gần Bến Ninh Kiều thì chạy ra đây uống cà phê với mình nha. Đây Bến Ninh Kiều chưa thưa. Rồi kiếm cái chỗ nào quán cà phê nào yên tĩnh ngồi chơi chút. Ồ, đây là chợ Cần Thơ, chợ Cần Thơ nè mấy bạn. Chợ Cần Thơ nè, đó. Hả? Đây. Chợ Cần Thơ đây. Rồi, ok. Ngay chỗ Bến Ninh Kiều có cái chỗ nào ngồi mình chơi, chỗ nào có quán cà phê, có chỗ để xe đàng hoàng mày. Cái đàng hoàng, chợ đêm nè. Chợ đêm nè, đó. Cần Thơ nè, mấy người ơi, đẹp quá. Cái quán này là công viên nè, thấy chưa? Đây, đi Bến Ninh Kiều nè. Lên khách sạn, lên nhà hàng luôn đi. Rồi, đúng rồi, mày gửi xe rồi. Đây được không? Đây nè. Đây có gửi xe em vậy? Dạ. Nè, cho hỏi cái nhà hàng nãy này có cho xuống uống bia không? Có. Bà chủ cái xe ở đâu không biết hả? Đây đậu bình thường à, không sao. Mày đậu đây rồi khóa cổ lại, đậu má rào ra mất không biết liền cái gì, đậu má. 18 giờ sáng chiều đến 23 giờ đêm. Đây nè, vô đây đi. Đây. Gì đây? À, ở đây bán vé tàu. Đi kiếm chỗ gửi xe rồi mình chạy xuống với tàu để xuống với uống bia. Giờ này có đi chợ nổi được không? Sáng rồi hả? Sáng mấy giờ? 5 giờ sáng. Ok. Ok thôi mình tạm dừng cái like đây đi ha. Rồi hồi nữa xuống tàu thì có gì mình like lại.